Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Trong 24 giờ qua, Đà Nẵng chỉ ghi nhận một ca mắc mới là F1 đã cách ly tập trung ở đường Phan Văn Định, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, không có ca cộng đồng. Đến nay, có 51 trên 56 xã phường trên 7 quận huyện không có ca mắc mới trong vòng 14 ngày và không có khu phong tỏa. Còn 8 điểm phong tỏa nằm trên địa bàn 2 quận Hải Châu và Liên Chiểu. Trong ngày, ngành y tế đã xét nghiệm hơn 11.600 lượt người, có 55 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh, không có trường hợp tử vong. Tiêm vaccine hơn 10.300 lượt người. Đến nay, thành phố đã tiêm hơn 800.000 lượt người. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, toàn thành phố tiếp tục xét nghiệm đại diện hộ gia đình, đề nghị các địa phương ưu tiên lựa chọn những hộ gia đình chưa xét nghiệm đợt trước để xét nghiệm đợt này, nhằm đạt độ bao phủ vaccine trên toàn thành phố. Ngày mai 30 tháng 9, Đà Nẵng bắt đầu nới lỏng một số hoạt động. Tại các bãi biển, lãnh đạo thành phố lưu ý hai quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn phối hợp ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố Đà Nẵng đề nghị tăng cường lực lượng kiểm tra nhắc nhở người dân thực hiện phòng chống dịch và sử dụng các loa phát thanh phải có cả tiếng Việt và tiếng Anh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm nghiên cứu hướng dẫn hoạt động của các ban điều hành trong thời gian tới và chế độ chính sách của ban điều hành. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các địa phương rà soát lại đối tượng dễ bị tổn thương do COVID-19 để thành phố đưa ra chính sách phù hợp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, để thực hiện hiệu quả chỉ thị công văn 6589 và đúng chủ trương thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả COVID-19, đề nghị các cấp, các ngành địa phương phải quán triệt rõ, sâu và đầy đủ 10 nội dung nêu trong chỉ thị. Nhưng trong đó, tôi quán triệt các đồng chí một cái tinh thần của chỉ thị, đó là chúng ta rất là thận trọng từng bước mở lại các hoạt động. Nhá, các đồng chí nhớ cho là cái cách thức tiếp cận của chỉ thị rồi các cái văn bản hướng dẫn, đó là chúng ta rất là thận trọng và từng bước mở lại các hoạt động. Chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm và phải có cái đánh giá và thực hiện một cách có lộ trình. Tôi xin quán triệt rõ cái nội dung này. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các sở ngành có liên quan chủ động hướng dẫn cho quận huyện và người dân, doanh nghiệp các biện pháp phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh người dân cần tuân thủ 5K khi tham gia các hoạt động và sử dụng QR code khi đến nơi đông người. Việc chấp hành của người dân mang yếu tố quyết định trong tình hình mới.